BB là mặt của đất. Về loài xe ống chỗ chuyên ô tô xăm chỗ các kiểu rồi xe nào đây là chủ. Hello các bác nhá, hôm nay anh vẫn về Hưng Yên lắp xếp tổng tú một bộ karaoke ở dưới này là Vin này. Đấy. Nhà xếp đây, xếp đây thì xếp vừa sửa xe máy rồi ô tô chạy dịch vụ ô tô, con dai thì làm spa, quấy, thu ngoạn, các kiểu. Đây. Số con này anh em nào cần thì đến đấy nhá, xăm sổ ấy. Khu này cực rộng luôn đấy. Thoáng đoạn luôn. Đang kết máy. Một clip làm kỷ niệm. Nên là bài các cạnh ai đó vậy? Cái gì? Đây. Ôi giời. Ôi giời. Ôi. Ai. Ôi. Đấy. Mày hay phết đấy. Đây, chị đây. Anh chị đang hát song ca. Chị có cả rất cô nhá. Chị làm ở nghề tâm linh á, chị gái làm tâm linh, bác sửa xe, con trang gái chạy hành công taxi là làm nghề xăm. Nói chung là đam mê âm thanh. Thôi này là loa 4732A quá nhá. Cực hạnh. Không chê luôn. Cái này hôm nay đủ dép phát chống đẩy BS là 1105 là chị gái. Rất rẻ. Hai con trai, bốn con dâu này. Đấy, cháu nội. Xe máy xong tối là hai vợ chồng mỗi người bên ghế ngồi hát karaoke yêu đời lắm. Hưng Yên quá hay rồi. Vui thế chung là chấm điểm về tinh thần thì được 10 điểm, ca sĩ 5 điểm. Em còn tôi 4732 nữa nhá, anh em nào nhu cầu đăng ký luôn nhá. Đẹp xuất sắc. Đây là ban thờ của chị đấy. À không phải, đây là thờ tổ tiên thôi. Cung điện riêng. Đôi loa này vừa bao lớn dài, quá đẹp luôn. Nó vừa vặn. Đấy em ở trên cổ mà thấy là thành to ấy. Một cái to lắp loa rất đẹp nhá. Rất là đẹp luôn. Được, sẽ đáp mình được nhà, bác an tâm rồi. Chất lờ luôn. Bỏ hát trọng trở theo máy rồi, không chịu rồi. Khách đông là lượt rồi. Nếu mà khách tỏ chơi máy mời hát bài karaoke.
nó vui. Tuyệt vời. Làm ngon. Hello bác nhé, vừa anh đang cân chỉnh đáp tuyến cho đôi loa 4732A cắt được bác cũ ở Hưng Yên. Đẩy BS 2 kênh, vang BS mic DB là màu lớt, lưng tiếng nhá. Đây là cần phải rất đẹp. Để cho tí bát lên cho bánh SP, cho chép vào lại. Đã sâu, tuyệt tìm ra điểm như theo tiếng gọi ngàn tròn sắp xa thơi. Thuyền có hay sông đặt lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về. Ngày em đi đầy mình anh đứng đứng đó, em có hay làm này mãi thương em. Đừng cách xa cho đi buồn ngấm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Có phải em đang con thuyền nhỏ kia và mang ai dòng sông trôi chẳng lẽ. Có phải em vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thì chúng qua bên ta. Một hai bốn sáu bảy hai. Hiệp hòa yên hà lặng tình ai.